Xin kính chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, cùng với bạn Nguyễn Minh Hiếu là hai thành viên trong dự án máy phát điện mini sử dụng nước sinh hoạt. Đầu tiên, em xin giới thiệu và tóm tắt về sản phẩm. Máy phát điện mini sử dụng nước sinh hoạt về nguồn điện sinh hoạt hàng ngày, làm giảm chi phí tiền điện và cung cấp điện cho các hộ gia đình khi có sự cố mất điện. Ứng dụng trước tiên là sử dụng thắp sáng bể ké và cảnh báo về sự cố thoát thoát nước trong gia đình. Máy phát điện mini sử dụng nước sinh hoạt có sẵn là thiết bị vận hành, biến đổi cơ năng sử dụng nước, tạo ra điện năng. Nguồn nước chạy qua củ phát điện sẽ làm quay tua bin, từ đó sinh ra điện năng. Do đó, việc lắp đặt thiết bị sẽ được lắp đặt ở những nơi có lưu lượng nước ổn định như kênh, rạch, sông suối, đường nước máy để lợi dụng dòng chảy có sẵn, cung cấp cơ năng cho tua bin. Sau đây là quy trình hoạt động của máy phát điện mini sử dụng từ nguồn nước sinh hoạt. Khi có nguồn nước tác động vào cánh quạt của củ phát điện sẽ làm cho chúng quay, dẫn đến trục của củ phát điện quay, làm cho từ trường chạy qua dây dẫn biến thiên, từ đó xuất hiện từ thông biến thiên, tạo nên xuất điện động cảm ứng và sinh ra điện. Chúng em đã thực hiện dự án này gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đưa ra ý tưởng, tìm kiếm tài liệu và thiết kế sơ bộ mô hình. Giai đoạn thứ hai, chuẩn bị các phụ kiện cần thiết. Giai đoạn 3, chạy thử mạch đo các thông số về lắp ráp sản phẩm. Giai đoạn 4, chạy thử nghiệm về phân tích dữ liệu. Giai đoạn 5, hoàn thành sản phẩm và đảm bảo tính khoa học của sản phẩm. Sau đây là những dụng cụ cần thiết để thiết kế máy phát điện mini sử dụng từ nguồn nước sinh hoạt, gồm 6 dụng cụ chủ yếu. Thứ nhất là củ phát điện 12V để tạo ra dòng điện. Thứ hai là máy bơm nước cung cấp dòng điện, dòng nước mạnh làm quay tua bin củ phát điện. Thứ ba, co 21 gai trong và ống nước phi 21 dùng để kết nối củ phát điện với nguồn nước. Thứ tư, các bóng đèn LED thắp sáng trong về ngòi thùng sơn. Thứ năm, công tắc gạt đóng về tắt dòng điện cung cấp cho bóng LED. Thứ sáu, chốt cắm cái để lấy điện ra từ củ phát điện. Và đây là toàn bộ mô hình thiết bị có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển. Sau quá trình thử nghiệm sản phẩm, chúng em đã rút ra được kết quả và kết luận. Đầu tiên là kết quả, sản phẩm được thiết kế thành công và sử dụng ổn định, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 140.000 đồng với vốn đầu tư ban đầu là 100.000 đồng. Vậy năm thứ nhất, ta thu được vốn dư là 40.000 đồng. Mà tuổi thọ của tua bin lên tới 8-10 năm theo thông số của nhà sản xuất. Vậy từ năm thứ hai, ta sử dụng tiền điện miễn phí để thắp sáng bể ké. Qua quá trình tìm tòi, sáng tạo và thiết kế sản phẩm, chúng em đã rút ra được nhiều kiến thức, học hỏi thêm được nhiều điều trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng vật lý, với mong muốn truyền đạt cảm hứng sáng tạo, tích cực về bảo vệ môi trường cho các bạn học sinh. Chúng em đã lên ý tưởng về thử nghiệm sản phẩm máy phát điện mini sử dụng nước sinh hoạt. Do thời gian thử nghiệm chưa đủ lâu, về trình độ chưa cao, sản phẩm còn rất nhiều thiếu sót. Rất mong ban giám khảo và các bạn có thể góp ý để cải tiến sản phẩm tốt hơn. Em xin hết. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches.